Thấy nè, trên đồng hồ bạn đang có rất nhiều số, rất nhiều thang đo, rất nhiều số. Thì khi các bạn không biết, các bạn nhìn vào và hơi bị rối đúng không? Thật ra cũng khá đơn giản thôi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn ngay sau đây thôi. Chào các bạn. Để mà làm một cái chuỗi video mà mình hướng dẫn các bạn sử dụng đồng hồ vạn năng, nên mình đã quyết định là sẽ kể từ hôm nay mình sẽ ra một chuỗi video hướng dẫn các bạn sử dụng đồng hồ vạn năng, và mình sử dụng cái đồng hồ DM905A này làm cái cơ bản, cái hình mẫu để mà hướng dẫn các bạn sử dụng ha. Những bài của mình á, sẽ được đăng vào thứ ba, thứ năm và chủ nhật ha, thứ ba, thứ năm và chủ nhật vào lúc 19 giờ là 7 giờ tối á, sẽ được đăng vào những ngày đó. Mỗi video mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cách đo một thang đo nào nào đó. À, và đồng thời mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái mẹo vặt ha, những cái mẹo vặt chúng ta sử dụng đồng hồ đo đo điện, chúng ta dùng thang này dùng sao, thang kia dùng sao, như thế nào ha, ta sẽ đo sao cho nó là nó hợp lý, cho nó đúng với cái cách đo và tối ưu nhất có thể. Video hôm nay mình sẽ đầu tiên á, mình sẽ giới thiệu trước về đồng hồ vạn năng, trước ha. Đây ví dụ mình thấy ở đây có chữ hon, nút này để chữ hon mà không biết chức năng nó là cái gì, biết chức năng nó là cái gì đúng không các bạn? Thì ok, đây là chức năng hon. Hon nghĩa là chức năng giữ giá trị các bạn. Khi chúng ta bấm cái nút này á thì giá trị nó sẽ giữ trên màn hình, nó không có mất đi cái giá trị đó. Mình sẽ bắt đầu mình mở lên mình đo thử cho các bạn xem. Ví dụ bây giờ số gì không phải gì nè, giờ lúc mình mới nhận dặn qua không phải chính ta bấm hon, nó sẽ đứng hình luôn. Khi mà bấm hon á thì cái màn hình sẽ hiện chữ H ở đây, đứng hình luôn thấy không, bấm lại cái thì nó sẽ về số 0 lại đó, đó là chức năng hon ha. Về chức năng mà thấy là đây có ký hiệu rất là khó nhìn ha. Đây là ô, đây là ôm bạc, ký năng ôm ha, đây là ký hiệu ôm của điện điện trở, đo điện trở thì chúng ta dặn về cái thang này, đây đây thấy không, đo điện trở dặn về cái thang này đó, thang này đó, ngay trong trong vòng cái khúc này dùng để đo điện trở ha, đây có cái hiệu ôm đó. Rồi ví dụ đây là ký hiệu V mà có gạch gạch trên nè, thì nó, một cái một là nó sẽ để vậy, hai nó sẽ ghi là VDC, một thì sẽ là V3 gạch với một gạch ở trên, hai sẽ là chữ VDC, thì hai ký hiệu này nó cùng có một chức, có một chức năng là đo volt một chiều các bạn, điện áp một chiều á, đây V3 gạch này thấy không, hoặc là những đồng hồ khác nó để chữ VDC thì cũng tương tự thôi, cũng là đo một chiều, là đo pin ắc quy là một chiều đó. Rồi V có dấu ngã, V có dấu ngã trên đầu hoặc là VAC, hai cái hiệu này đều là chức năng đo vôn xoay chiều, là đo điện 220 của mình đó, là vôn xoay chiều đó. Rồi ok, đây đây là chữ V dấu ngã đó, đó đây V dấu ngã đây, trong khúc màu vàng này là đo vôn xoay chiều. Rồi đây đây là A mà có bài gạch nè, hoặc là ADC, một trong hai ký hiệu này thì là để đo ampe một một chiều. Bạn nào cần cứ chụp hình hình lại ha. A mà A ba gạch này nè là ampe một chiều, đây A ba gạch, đây ampe một chiều đi ha, đó một chiều trong khúc này. Rồi A ngã, A mà có dấu ngã trên đầu nè, A mà có dấu ngã trên đầu là ampe xoay chiều ha, A có dấu ngã trên đầu đây là ampe xoay chiều, đây A có dấu ngã đây ampe xoay chiều. Rồi. Tiếp tục là chữ F ha, chữ F hoặc là UF hoặc là MF, nói chung có chữ F, có chữ F ở đây là đo tụ ha, đo tụ đây chứ, nên đo tụ chữ F đây ha, đây là UF nè hoặc là NF hoặc là gì đó thì là đo tụ ha, này đo tụ. Rồi đây là chữ HFE, HFE thì đều dùng để đo transistor các bạn, đo transistor thì ít người dùng chứ cái này lắm, đây các E nè, đó cho to bạn cắm cái to vào đây, chỉnh vào đây, anh chỉnh về thang này xong rồi bạn cắm cái to vào đây là được ha. Rồi rồi cái thang này, thang này nhiều dùng nè, thang đo thông mạch ha. Rồi, có hình cái chuông nè, ba gạch gạch có mấy gạch nè bạn, hình giống như cái chuông vậy đó, với cái con này là con diode ha, đo thông mạch và đo diode thì dùng thang này, đây 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 có chuông thấy không, mình đang chỉnh thang qua chuông luôn nè, đây ha, đây thông mạch ha. Rồi
Tiếp tục nữa thì đây có chữ này, những cái hiệu này nè, chữ phao này ha, đây chữ phao nè, FUSED nè, là cầu chì các bạn ha, là cầu chì ha, là cầu chì đây đó nè, cầu chì nè, đây là không có cầu chì nè, in UN phao là không có cầu chì nè ha, còn này là có cầu chì đó, mình ghi luôn. Đây là chỉ mát, mát là ai cũng biết là tối đa các bạn, mát là tối đa, ví dụ như là mát được 1000V DC nè, 750V AC nè, mát này là 20A nè, đó mát đó ha. Rồi ví dụ những cái đồng hồ cao cấp hơn có đo độ C nhiệt độ thì có như này ha, cái hiệu này là độ C nhiệt độ, cái hiệu này là độ F, cũng giống như độ C thôi nhưng mà nó nhỏ hơn. Cái hiệu độ F này ít người dùng ha, thật ra để đo nhiệt độ các bạn dùng độ C thôi, không dùng độ F. Đây, cái hiệu HZ là tần số ha, HZ là tần số. Rồi nói chung là bạn nào cần thì chụp hình lại cái bản hướng dẫn này của mình thì cũng khá là chi tiết rồi đó. Thì gặp những trường hợp nào chúng ta xét cho nó hợp lý với trường hợp đó thôi. Thì video sau sẽ hướng dẫn các bạn cách ta sử dụng để đo những chức năng nó như thế nào, và dùng mỗi chức năng có một mẹo riêng ha, mỗi chức năng có một mẹo riêng. Đồng thời mình cũng có bán những loại đồng hồ vạn năng rất là nhiều loại, điện thoại trên đây để mà mua hàng của mình ha. Thì bạn nào cần thắc mắc gì á cứ liên hệ số điện thoại Zalo của mình. Video này chú ý mình hướng dẫn các bạn nói về cái ký hiệu thôi, những ký hiệu để cho các bạn biết khi trước khi xài thôi, không có gì các gói ha. Rồi video sau sẽ hướng dẫn các bạn cách đo như thế nào. Rồi chào các bạn.